Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung trận thi đấu bán kết 1, nội dung 3 nam giữa câu lạc bộ Bán Đảo Linh Đàm gặp câu lạc bộ Công viên Lenin. Đây quý vị sẽ là một trận đấu hết sức là căng thẳng, kịch tính và hấp dẫn dành cho cả hai đội. Đấy, câu lạc bộ Bán Đảo Linh Đàm có gương mặt rất là trẻ và nhiều triển vọng. Còn câu lạc bộ Công viên Lenin với những cái gương mặt rất là dày dặn kinh nghiệm trong các đấu trường giải cầu phối của khu vực Hà Nội. Một bên là kinh nghiệm và kỹ thuật, một bên là sức trẻ và thể lực. Tôi hẹn sẽ công hiến cho tất cả quý vị và khán giả một trận cầu kịch tính và hấp dẫn. Sân số 5, đội Ba Lan, trận bán kết 2, Chí Linh gặp Thiền Quang. Rồi chắc lại, sân 5, đội Ba Lan, bán kết 2, Chí Linh gặp Thiền Quang.
Bao nhiêu? Tùng ơi. Trận thứ 1, bán kết 1, đôi nam trẻ Khánh Đạt Đức Giang gặp đôi Tâm Anh Ngọc Huy. Sân số 2, sân số 2, bán kết 2, nội dung đôi nam trẻ Hùng Cường Chí Linh gặp Quân Thắng Chí Linh.
All right.
Sân số 4, chung kết đôi lão lớn. Sân số 4, chung kết đôi lão tướng. Anh Lễ Kovelenin gặp anh Hiển Đông Sáu Bưởi. Sân số 4. Tỷ số trận đấu đang là 2-2 đều. Đây là một trận đấu hết sức là hấp dẫn. Cầu tốt, điểm cho Bát Đàn Linh Đàm 2-3, 2-2. Đội giành giật nhau từng điểm một. Cầu tốt, điểm cho công viên Lenin 2-3 đều. Sân số 5, chung kết đôi nam nữ. Anh Hiền Chí Linh gặp đôi Hồng Hiếu có cái tuổi trẻ. Chúng ta chào bạn. Sân số 5, chung kết đôi nam nữ. Anh Hiền Chí Linh gặp đôi Hồng Hiếu có cái tuổi trẻ.
Bình tĩnh đi. Hai tư đều. Cầu tốt. Điểm cho câu lạc bộ Công Viên. Trận đấu 2-5, 2-4. Chúc mừng câu lạc bộ Công Viên. Lê Liên đã giành chiến thắng trước câu lạc bộ Văn Đàn Linh Đàm. Một trận đấu hết sức là kịch tính và hấp dẫn dành cho cả hai đội, với những pha cầu rất là đẹp mắt và hấp dẫn.